Rồi, chào mừng anh em đã quay trở lại với WeChat Official Channel. Hiện tại trên tay mình đây là chiếc đèn vô cùng nhỏ gọn và vô cùng tiện lợi của hãng Nebo, sản xuất của Mỹ. Và đây chính là chiếc hộp ngoài với độ sáng lên đến 400 lumen, rất là nhỏ nhé. Ở đây ghi là Rechargeable Powerful Pocket Light, tức là đèn này là đèn sạc và có thể nhét túi được. Ngoài ra có thể để ở móc chìa khóa, rất là tiện lợi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mở hộp ra để cho các bạn xem một cách rõ hơn nhé. Đây, hiện tại trên tay mình đây là chiếc đèn Nebo Mini, rất là nhỏ gọn, vừa tay, vừa đúng trong lòng bàn tay luôn này. Và cái đặc điểm nổi bật nhất mà khi mình đọc ở cái quyển hướng dẫn sử dụng hay là ngay ngoài này thì nó chính là cái vỏ của cái đèn này, được làm bằng hộp kim nhôm máy bay, chuyên sản xuất để làm vỏ máy bay các bạn. Sờ rất là sướng, rất là mịn, rất là bóng. Và những cái chi tiết ở đây thì như các bạn đã thấy rất là tinh xảo, đúng là hàng Mỹ không khác. Ngoài ra ở đây là cổng sạc USB, micro USB, tránh việc phải thay pin. Mình đã từng nói là rất thích những loại đèn nào sạc lại như thế này, đèn rechargeable. Và ở đây có một cái móc chìa khóa này. Mình thấy ở đây nữa là có một cái dây sạc USB, đeo vào tay. Ở đây có một cái dây đeo cổ nữa. Đó, một cái dây đeo cổ trông khá là thời trang. Tiếp theo mình sẽ đi vào phần chi tiết của cái đèn này. Thì cái đèn này có tổng cộng là 6 chế độ sáng khác nhau, 6 chế độ sáng. Độ quang phổ của nó lên đến 400 lumen, 400 lumen là một cái đèn mini, mình thấy khá là mạnh, Thì bây giờ mình sẽ vào cái đầu tiên nhá, bật thử lên. Đó. Tiếp theo là nhẹ hơn, lại medium, đây là lại lâu rồi. Cuối cùng là đèn xanh và đèn đỏ. Khi mà đi ở những cái chỗ tối tăm rừng rú. Ngoài ra thì ở đây cái nút trên này là cái nút mà bấm tùy chỉnh, tức là khi nào bạn bấm thì nó mới sáng, rất là tiện. Để xuống cái chỗ như khu bãi đỗ xe các thứ thì không nhìn thấy biển số xe thì có thể dùng. Chế độ chiếu sáng cố định. Theo như mình thấy ấy, thì ở ngoài thị trường nó có rất nhiều các loại đèn có thể móc được vào chìa khóa xe thì rất là tiện lợi. Nhưng thật sự là khi mà cầm cái chiếc đèn này trên tay ấy, thì mình mới thấy là đây chính là cái đèn nhỏ nhất mà mình đã từng được cầm. Đây là cái đèn nhỏ nhất ấy. Cầm rất đây, đúng bằng lòng bàn tay. Với cái móc khóa như thế này và sờ cái hộp kim nhôm này rất là sướng, rất là trơn tay luôn. Mình đã giới thiệu xong sản phẩm đèn Nebo phát sáng. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi gì liên quan đến sản phẩm thì hãy để lại comment cho mình biết ở phía dưới nhé. Xin chào và xin hẹn gặp lại.